Linh xin chào quý vị khán giả, ông bà cô chú, các bạn, các nhỏ đến với kênh Thôn Nữ Cà Mau nha. Trước mặt Linh là hôm nay Linh có chuẩn bị 12 cây xúc xích. Thì hôm nay Linh sẽ làm món xúc xích nướng siêu cay nha. Để làm xúc xích nướng thì Linh có chuẩn bị nguyên liệu nè, cái trứng gà. Rồi Linh bỏ cái trứng gà, sau đó thì Linh sẽ bỏ cái ớt bột nè, cái bột ớt với cái muối, có xíu muối nữa. Linh đâm muối với ớt bột trộn lên, cho thêm xíu dầu hào. Cái này Linh ướp để một lát nữa mình nướng á, cho nó cái xúc xích nó thấm nó ngon. Rồi cho thêm xíu dầu hào nữa, cho nướng cái xúc xích nó bóng lên. Rồi Linh cho thêm một xíu tương ớt nữa. Rồi để cho xúc xích nó có độ hơi ngọt ngọt á, thì Linh sẽ cho thêm xíu mật ong. Mật ong này là mật ong gừng của mình nè, bữa Linh mua bên dì Hai á. Đó, ngon quá. Bây giờ thì Linh sẽ trộn đều cái xúc xích này lên ha, trộn đều lên. Rồi thì cái xúc xích của Linh á, Linh sẽ để cái ớt trong khoảng 30 phút ha. Trong thời gian đó thì Linh sẽ đi xúc than để nhúng lửa. Linh đang xúc than từ trong cái lò nấu rượu đi ra, để đổ vô cái lò này, khỏi mất công phải nhúng lửa. Cái lửa than của Linh á, bây giờ nó nóng dữ rồi, Linh sẽ bỏ cái dĩ lên để bắt đầu nướng xúc xích. Rồi cái xúc xích chắc lúc này nó cũng thấm dữ rồi, bỏ lên nướng ha. Mình thơm quá à. Bữa nay Linh bận áo bà ba lại rồi nè, tại vì á, mấy bữa trước á, là áo bà ba của Linh á, bị cũ, bị dính mủ hết trơn rồi. Có mấy cái á, thì giãn à, tại bận 6 tháng, cái áo này mua có 40 ngàn à, mà bận 6-7 tháng trời nó giãn bận lần thền lẫn thền, nhìn thấy ghê muốn chết luôn. Lo là Linh mới bận thả đồ ở nhà luôn, mà cũng có một số khán giả vô chửi nữa. Nói thôn nữ gì bận đồ gì kỳ. Ủa nhưng mà thôn nữ cũng bận gì bận chứ. Tại vì ngày xưa là Linh bận áo bà ba là do lúc mà Linh mới về quê, Linh không có đem đồ về, Linh mượn của chị Linh á, được một cái áo bà ba đỏ á. Mọi người ai mà theo dõi Linh từ đầu tới giờ á, là thấy là lúc đầu á, Linh chỉ có một cái áo bà ba đỏ thôi. Sau này thì Linh mới mua thêm 3-4 cái nữa, nhưng mà giờ nó 6-7 tháng nó cũng giãn hết trơn rồi. Người ta lên hình thì ai cũng muốn đẹp, cũng muốn chỉnh chu hết trơn á. Này mọi người thấy không, Linh bận áo dính mũi dính máu tùm lum hết trơn. Không biết làm sao để cho vừa lòng tất cả mọi người. Nhưng mà thì cũng không sao hết trơn á, thì mọi người thích Linh bận thì Linh bận thôi, đâu có gì đâu. Còn những người mà ác ý chửi Linh thì Linh cũng không có quan tâm nữa. Tại vì rất là nhiều cái bình luận có khán giả yêu mến mình, mà có một hai cái bình luận chửi mình thì cũng đâu có sao đâu, đâu có ảnh hưởng gì đâu. Tại vì mình, người ta chửi mình, người ta biết mình, chứ mình cũng đâu biết cái người chửi mình là ai đâu, nên là cũng không có bận tâm chi nhiều. À, nướng cái xúc xích này thơm ngon lắm. Cái mùi phất lên thơm lắm luôn á. Chở nè, cái xúc xích nướng này mình phải chở liền tay nè. Sơ hở cái đã khét liền nè, có mấy cái Linh chở chậm quá nó bị khét. Nhưng mà không sao, nó mới hơi khét hơi hơi à. Wow, cái sốt nó sệt sệt nhìn ngon ghê á. Mọi người thấy không? Wow, cái xúc xích của Linh nè bây giờ hả, nó khô lại nhìn nó ngon ghê á. Nhìn thèm dễ sợ luôn. Hôm nay thì tập này Linh có mời một khách mời rất là đặc biệt, lát nữa sẽ xuất hiện nha mọi người. Mọi người nhớ coi hết video để biết ai sẽ xuất hiện trong video ngày hôm nay nha. À, thơm quá à, cái mùi xúc xích nó phất lên thơm ghê luôn á. Nhưng mà chắc cay lắm, coi cái ớt bột nè. Dạ xin chào quý ông bà cô chú, các bạn, các em nhỏ nha. Thì hồi nãy giờ Linh đã nướng xong cái xúc xích này nè, có bò với cưng tên gì quên chứ quên tên nè, Phương mới đi học về, nên là Linh rủ bò với Phương với thím ba vô ăn xúc xích nè. Tại cái này tới 12 cây lận. Wow, bây giờ chín là chắc ăn được rồi đó thím ba. Nó có cái cũng muốn khét rồi nè, hai đứa ăn đi, nó nóng quá nha. Đó, cầm tay đại đi chứ không sao đâu. Này để cái này ra. Đây cái lá hả, đây nè, đây có cái lá nè, lá nó mỏng dễ về đâu, không có nóng đâu. Đó
nó chín vậy là nó chín vậy là nó phì ra hết rồi đó. Để chị lấy miếng lá chuối cho bò ha. Đó. Đó, bẻ miếng lá chuối cầm. Đưa một miếng đi. Nè. Nè Phương. Rồi. Linh luôn. Linh luôn. Thứ ba luôn không? Lon luôn. Linh lon. Rồi. Hôm qua mới nhắc thím ba luôn á ba. Nói là thím ba bận thì bữa giờ ba bận đi vuông á, không có lên clip. Cũng có khán giả nói nhớ ba nữa, không thấy ba lên clip. Ít thấy ba quá vậy. Cũng có người hâm mộ hả? Ngon quá ha. Rồi bây giờ xin mời các bạn nha. Xin mời ông bà cô chú các bạn nha. Mời thím ba với mấy em ăn nha. Cay không? Ăn gãi đi, cay không? Con cay không đủ gì vậy? Con cay không đủ gì vậy? Con ăn được mọi người thôi ạ. Cảm ơn ra. Tại vì cái này con ớt cay mà. Ớt bột ớt rồi mật ong rồi trứng gà nữa. Ngon vậy. Hồi xúc xích nó dai thiệt lắm ba. Xúc xích này ngon thiệt. Mật ong thiệt nó đem về nó ướp hết rồi cả hết lít mật ong cũng ra hết trơn rồi. Mật ong mua về làm thuốc mà chưa kịp làm thuốc nữa là ướp thịt nướng rồi ướp này ướp kia giết hết cái chai mật ong luôn à. Ngon quá. Ngon ba. Ngon chảy mắt luôn hả? Cay quá hay sao con? Cái Linh làm thuốc xích nước siêu cay mà. Con có đem nước không? Có mà con mấy. Con có đem nước mà hết rồi. Ừ. Bò có cay không? Có cần uống nước không? Nè bò. Hết rồi. Cái này làm chị trường hay gì nè. Chị đại của trường á. Chị đại luôn hả? Chị đại của trường luôn hả? Ăn xong rồi lát về sưng mỏ hả? Chấm cái mayonnaise béo thiệt á. Cái xúc xích này á, nướng nó dai hơn chiên á bà. Dai dễ sợ. Ngọt dễ sợ. Ngọt chắc do mật ong thiệt á mà. Mật ong gừng U Minh. Tương ớt ngọt hơn. Tương ớt ngọt hả? Tương ớt chinh su á. Để ngoài cho nó nguội ăn. Gì cũng nó nướng cũng ngon chiên. Chiên nó mỡ nhiều ăn ngán ha. Nhất nướng gì chiên tam xào tứ luộc. Chứ gỡ vỏ ra chưa? Một cái vỏ ra luôn rồi. Nó dai hay ba vỏ dai. Mà vỏ ngon mà. Vỏ thấm cái ớt nó ngon. Ta chuột. Cái này là đúng siêu cay luôn á, tại bỏ bột ớt nhiều ha. Mà cay về ăn nó mới kích thích vị giác mà. Đó, lớn vô luôn rồi. Lụm gan nè. Hả không gan. Bò cay dữ hả? Trời tội nghiệp quá. Bò cũng cay nữa. Chứ ba cũng cay nữa. Cay gớt hết mất rồi hả? Trời trời, vậy là cái level ăn cay của con càng ngày càng lên em ơi. Hồi đó mà ăn cơm mà dọn ra ai mà bỏ miếng ớt vô nước mắm là thấy bực bội không muốn ăn luôn rồi đó. Không có ăn cay được. Mà từ ngày làm cái này á, ăn gì cũng siêu cay chứ rồi ăn cay lên level luôn. Mấy bữa ăn mì cay cay dễ sợ luôn. Mà thấy ngon. Bò thấy sao? Cấp độ 10 luôn. Cay cấp độ 10 luôn hả? Wow. Vậy là chế Linh có thể ăn cay được cấp độ 10 luôn hả? Mấy người ngoài này cũng cay luôn hả? Ngon quá. Nãy giờ ăn 2 cây ảnh ba. Đó là cây này nè. Xin mời mọi người thêm nửa cây nữa nha. Chó nó ngoài thèm chịu hút miếng luôn. Nghiệp chó. Ừ. Ngon quá, béo quá. Kìa nó nhiễu miếng kìa. Nhiễu thiệt luôn. Đứng ngoài đó đi con, hồi cho ăn. Đi đi. Ăn xong rồi cho ăn.
Dạ ông bà cô chú các bạn ơi, thì hồi nãy giờ là Linh với thím ba với mấy đứa em á là ăn thông xúc xích, rồi bây giờ cảm thấy nó Linh hơn với ba đứa em đó. Linh với thím ba với hai đứa em đã đi, lâu mà. Đã ăn xong bao nhiêu xúc xích đây. Hôm nay cái xúc xích này á, nướng nó đơn giản nhưng mà nó rất là ngon luôn á. Thì bây giờ cái video của Linh tới đây là dài rồi, Linh xin phép là kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại quý ông bà cô chú nè các bạn, các em nhỏ những video tiếp theo nha. Bye bye. Mọi người nhớ nhấn đăng ký kênh, like và chia sẻ video ủng hộ lên nha. Bye bye.